Giờ mới bắt đầu hả chú? Dạ, mà tới mấy giờ? Tới mấy giờ sao? Bây giờ chưa có khách rồi, mấy giờ? À. Con máy này cũng xài sướng lắm, chữ nghĩa là nó to mình dễ nhìn. Logo thì chữ nó hơi nhỏ. Nhớ xong rồi hả? Xanh cũng đẹp thì giống mình sợ bà bán em á, sao giống nghe luôn á.